죽어봐! Alo. Alo, anh Tân ơi, cứu em. Trinh à. Em đang bị một con quỷ. Con quỷ nó đuổi em, trời ơi em sợ quá. Hả? À, gì? Con quỷ á? Trinh, em sao đây? Con quỷ, quỷ gì đây? Cứu tôi với. Con quỷ gì? Đầu nó bằng đèn. Ôi, bóng đèn này. Con quỷ đầu đèn thôi. Ôi, không ổn rồi, không ổn rồi. Trinh đang bị con quỷ đầu đèn đuổi thôi. Không ổn rồi. Tập trung trí tuệ, tất cả tinh lực tập trung về đây. Không phải. Không phải. Là nó. Tất cả những thông tin dữ liệu về con quỷ đầu đèn đây rồi. Anh em ơi, tình hình như vậy là không ổn rồi. Cái Trinh đang bị con quỷ đầu đèn truy đuổi và khả năng bị nó bắt rồi. Bây giờ mình phải triệu tập ngay Hiếu với Linh ngay. Alo, anh Tân à? Con Trinh bắt rồi á? Ui, nhưng mà em đang đi vệ sinh. Đi vệ sinh thì cũng phải dừng lại, về gấp. Vâng, em về đây. Ông Tân Paris à? Alo, ông Tân Paris à? Ông gọi gì đây? Cái gì cơ? Được rồi, tôi về ngay đây. Nhưng mà tôi chế tạo ra cái vũ khí chống kỷ đấu loa như thế này. Nhá, tôi về đây. Ông rồi nhỉ? Hiếu, đi đâu mà lâu vậy? Phải đi vệ sinh. Đông Linh đâu? Đi đâu lâu vậy? Tôi đang chế tạo cái thiết bị chống lại quỷ đầu loa, chính là nó. Cứ cầm lại, cầm lại, có khi là hữu dụng. Thế có Trinh không anh? Trinh bị bắt cóc rồi, đây, và anh bật radar lên cho mà xem. Bị bắt cóc rồi hả? Bị bắt cóc rồi. Ông bật radar xem nào. Ông đã nhìn thấy hình ảnh con quỷ đang bắt cóc cái Trinh chưa? Con quỷ đầu đen. Con này là con quỷ đầu đen rồi. Con quỷ đầu đen đấy. Đây là con quỷ đầu đen này. Ông Tân Paris, ông chiếu cái hình ảnh của cái Trinh đâu rồi để cho bọn tôi xem nào. Đây cái hình cái Trinh đấy. Cứu tôi với, cứu tôi với. Ôi trời ơi, bắt cóc rồi. Mình bịt miệng bắt cóc rồi. Chết rồi, Trinh ơi, là Trinh ơi. Thôi được rồi, bình tĩnh. Bây giờ phải phân tích về sức mạnh của con quỷ đầu đèn đã. Rồi đi cứu cái Trinh, được chưa? Được rồi, đồng ý. Ok. Thế các ông đã biết gì về sức mạnh của cái con quỷ đầu đèn này chưa? Chưa biết gì cả, ông phân tích đi xem nào. Rồi anh em ơi, bây giờ mình sẽ phân tích cho anh em hiểu là vì sao con quỷ đầu đèn nó lợi hại nha anh em nhá. Anh em này, thực ra ấy là cái con quỷ đầu đèn này này, đấy, nó xuất phát từ quỷ đầu loa nhá. Nó là sự tiến hóa của con quỷ đầu loa anh em ạ. Và sức mạnh của con quỷ đầu đèn này nhá, nó gấp 1000 lần con quỷ đầu loa. Gấp 1000 lần á? 1000 lần đấy anh ạ. Đấy, khó rồi, khó rồi. Như này thì tôi biết rồi thế này. Tức là sao? Con quỷ đầu đèn này đích thị là con quỷ đầu loa nó tiến hóa thành. Và nó có một cái sức mạnh cực kỳ đặc biệt, các bạn có biết không? Đó chính là nó có tia lửa điện, nó có sức mạnh hủy diệt. Và cái đầu của nó gắn đèn nên là nó có thể chiếu sáng và có thể được nhìn được mọi thứ trong bóng tối. Vì vậy chúng ta rất khó để nấp, rất khó để ngụy trang, cực kỳ khó để đối phó với con quỷ đầu đèn này đây. Thế tại sao lại tấn công con Trinh hả anh? Dạ. Tại sao lại tấn công con Trinh? Lần trước là mình đã đánh đuổi con quỷ đầu loa đệ tử của nó, hiểu chưa? Bây giờ nó tức giận nên nó trả thù. Chết rồi, tôi hiểu rồi. Nó đã trả thù con Trinh đầu tiên đấy. Thế tình hình nguy cấp như này thì anh em đã có phương án gì để chống lại con quỷ đầu đen này chưa? Anh yên tâm, để em đấm nó. Hôm trước em đã thắng được con quỷ đầu loa rồi, thì hôm nay con quỷ đầu đen em sẽ xử nó thôi. Ông ơi, cái đánh cái này phải dùng mưu chứ dùng sức thì nguy hiểm lắm. Phải dùng vũ khí, tôi đã chế tạo ra cái này rồi để chống lại con quỷ đầu loa rồi. Thiết bị này là thiết bị tối tân đây. Chắc chắn là ăn được con quỷ đầu đen thôi. Nhưng mà con ăn được quỷ đầu loa thôi, chắc gì đã đánh được quỷ đầu đen. Ừ nhỉ. Cũng hên xui. Nhưng mà từ cứ mang đi, cứ mang đi nhá. Tôi thì tôi nghĩ là này, lần trước mình đánh quỷ đầu loa bằng cái thiết bị vi mạch ấy. Mình mang đi, mình bấm nó phát xem nó có mất sức không. Mang cái vi mạch đi. Được rồi nhá, anh em đâu, chuẩn bị vũ khí, lên đường. Như anh em, theo bản đồ radar là con quỷ đầu đen nó đang ở khu vực này. Thế để làm sao để mà chiến đấu lại với nó ạ? Đây, công cầm lấy đi. Cái anh bỏ ra để em lên cứu con Trinh. Tôi đi trước rồi. Đi rồi, tôi ơi, tôi anh em mình phải ra ứng trợ cứu nó. Hiểm trợ thôi, hiểm trợ thôi. Mày tháo Trinh ra. Hại bụng mày. Trời ơi, anh đã bảo nó đừng ấy, con quỷ đen đâu. Thôi đây, bắn đi. Bắn đi. Rồi, không ổn rồi. Sức mạnh tia lửa điện của nó đấy. Tia lửa của nó cực khỏe quá anh ơi. Cực mạnh luôn. Thôi Linh,
ông về ông lấy cái vũ khí chống quỷ đầu loa của ông ra đấu xem nào. Tôi đi về luôn đây. Tôi ở lại chống cự yêu. Bắn nó. Bắn nó. À, lấy được vũ khí xịn rồi. Con quỷ đầu đèn kia, mày gặp tao là mày chết rồi. Ê, mày hãy xem sức mạnh của tao đây. Mày xác định đi con quỷ đầu đèn kia. Mày chết đi, mày chết, mày chết. Sao con quỷ đầu đen nó không bị sao nhỉ? Được rồi, tao sẽ sử dụng cái vũ khí đẳng cấp hơn nhá. Mày nhìn đây này, mày nhìn đây. Chết rồi, ông tên Paris ơi, không ăn thua rồi. Ông xe ra đi. Xe ra, tôi đã lấy vi mạch sẵn đây rồi. Ông chống lại đi, ông chống lại đi. Tôi sẽ bấm nút. Mày bắn làm cái gì nữa? Ông tân Paris kìa, ông ấy cầm cái vi mạch, ông bấm nút rồi. Con quỷ đầu đen nó kiểu gì chả thua. Kiểu gì chả bị tê liệt. Cứ xem đi, cứ xem đi, cứ kiểu đen thua thôi. Sao con quỷ đầu đen không sao nhở? Hay là cái thiết bị vi mạch này không có tác dụng gì nhở? Rõ là mình ấn nút rồi cơ mà. Dính đoàn thôi. Hiếu cúi xuống, con quỷ nhìn thấy. Anh em ơi, mình đang tiến đến gần cái chỗ mà radar quét ra là cái Trình bị bắt cóc ấy. Bạn mày hiểu chưa? Ông đã xác định được vị trí chưa? Xác định được tương đối là khu vực này rồi, nhưng mà phải cúi thấp xuống bởi vì con quỷ nó rất cao. Hiếu thấp người xuống, thấp người xuống. Đi 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 đi. Anh em hãy đi cùng mình nhá. Con quỷ này nó có cái đèn cơ, nó chiếu nó thấy khắp mọi nơi, như là bọn mình không giả. Ra mấy? Đi đường này, đi đường này, Hiếu ơi, đi đường này. Bây giờ là thế nào tên Paris? Bây giờ làm nào bây giờ? Bây giờ nhìn nó kìa, nó đang bị chói kìa. Đây rồi, băng dính này, băng dính này. Con quỷ đầu la đã chói Trình bằng băng dính này. Con quỷ đầu la với con quỷ đầu đèn nó to lắm, nó không vừa trong này đâu. Anh em mình chui vào đi. Chui vào đi, ông nhảy vào đi. Nhảy vào đi. Hiếu ơi, chết đi. Vào đi, vào đi. Ôi ôi. Bé mồm thôi, bé mồm thôi. Con quỷ đầu đèn nó xuyên qua đầu nhỉ. Ôi nó bị anh ơi. Cởi chói. Nó chói chặt lắm rồi này. Ui nó chói chặt lắm Trình thế. Ra. Em có sao không? Nóng quá rồi. Nhưng mà nó có làm gì em không? Dạ không, nó chưa làm gì em, nó chưa làm gì. Bây giờ anh em mình làm thế nào để chiến thắng nó anh ạ? Bây giờ làm thế nào đây? Thì trốn anh ơi, sợ lắm. Không được, phải đánh đuổi nó thì nó mới không làm phiền mình nữa. Đúng rồi, phải đánh đuổi nó chứ. Nhưng mà đánh đuổi bằng cách nào? Bây giờ nha, phải tìm ra một thứ vũ khí đồ gì đó để chống lại nó chứ vũ khí của anh em mình là. Nhưng mà anh em mình thử hết rồi còn đâu. Từ từ. Làm sao? Ông có cái gì đây? Đây là hang ổ của nó. Đúng rồi. Nhất định mình sẽ tìm thấy những manh mối gì đấy ở trong cái khu vực hang ổ này. Được rồi, anh em, tôi đồng ý. Tản nhau ra tìm đi. À. Theo như phân tích của mình thì cái xương này đã từ thời rất lâu rồi. Có thể chứng minh được rằng con quỷ đầu đèn này đã sống từ thời thượng cổ. Chúng mình đã ổ rất lâu rồi anh em ạ. Cây hoa lá mọc um tùm mấy lưng gà này. Ủa ôi, khiếp. Con quỷ này nó biết uống nước ngọt anh em này. Khiếp thi. Chả có cái gì cả. À đúng rồi, mình phải quay lại chỗ mình bị trói. Chắc chắn là sẽ có tung tích của cái gì đây. Ô, mình tìm được cái gì rồi. Mọi người ơi, em tìm được cái gì rồi này. Đâu, anh xem nào. Hãy ngồi, anh xem đi. Em tìm được cái gì rồi đây. Bản đồ. Đúng bản đồ rồi anh ơi. Anh em nhìn kỹ đây này. Đây là một cái bản đồ. Đúng rồi anh ơi. Rất giống cái bản đồ khu vực mình ở đây này. Có cả đồ chưa? Đâu đây này anh này. Ừ, có sông nước này, có các loại vũ khí này. Bây giờ làm nào anh ơi? Đây chính là cái bản đồ mà tạo ra thứ vũ khí chống lại con quỷ đầu đèn đấy. Đúng rồi. À, đây có vẻ đây chính là địa điểm đúng không anh? Đúng rồi, đây là cái loại vũ khí mà nó giấu ở 4 nơi khác nhau. Thế bây giờ kế hoạch như thế nào Tân Paris ơi? Đúng rồi
chia nhau ra đến từng một nơi một này để lấy cái loại vũ khí đấy. Sau đó khi mà tất cả anh em lấy xong vũ khí rồi, chấp lại làm một loại vũ khí để chống lại quỷ đầu đèn, hiểu chưa? Ok, thế thì phải tách ra thôi. Tách ra, Trinh đi ra khu vực của cái đầu lâu này, hiểu chưa? Rồi anh ơi, em rồi. Đi luôn này. Hiếu đi ra khu vực có cái thuyền. Rõ. Linh đi ra chỗ bán đảo nhá. Đồng ý, ông đi đâu? Đi ra chỗ cây dừa. Đồng ý, mọi người việc đi thôi. Tách hết ra nhá, một phía nhá, có gì liên lạc nhau nhá. Ok. Đến được cái nơi ở trên bản đồ rồi. Ở đây làm cá sấu quá anh em ạ. Có thể là bọn cá sấu này bọn đã canh gác thứ vũ khí để đánh bại con quỷ đầu đèn này. Đấy, các anh em thấy chưa? Bọn cá sấu đang nằm rất nấp dưới cái đầm lầy này, rất là nhiều con. Lỗ chỗ kìa. Bây giờ anh em mình sẽ tiêu diệt bọn cá sấu này để có thể lấy được cái vũ khí ở dưới lòng sông kia. Mình vừa lấy được cái cột thu sóng để có thể vô hiệu hóa được con quỷ đầu đèn rồi. Bây giờ mình phải báo ngay cho anh em mới được. Chào cả nhà nhá. Các bạn có nhìn thấy gì không? Đây là một đàn quỷ mèo cắt tung két. Quỷ mèo là sức mạnh lớn nhất trong các loài quỷ đấy. Bây giờ để mà để mà chiến thắng được cái quỷ đầu đèn này là mình phải lấy được cái bức tượng quỷ mèo chúa. Mình phải thương thảo với quỷ mèo chúa để mình lấy cái bức tượng đấy thì ra mới may ra để mới chống lại được con quỷ đầu đèn. Bây giờ mình lên mình thiêu lượng đây. Các bạn sẽ chờ mình nhá. Xin chào quỷ mèo nhá. Quỷ mèo ơi, nghe tôi thương lượng đây. À, ngươi là ai? Tao bắn được ngươi phát đạn. Ai đau quá, nghe tôi thương lượng đã, tôi chưa gì đã bắn người vậy. Tên Linh Lê kia, ngươi đến đây có việc gì? Quỷ mèo chúa, nghe tôi giải thích đã. Em gái tôi bị con quỷ đầu đèn nó bắt đi rồi. Bây giờ chúng tôi phải tìm cách để chống lại nó. Mà cái bức tượng của quỷ mèo chúa chính là một trong những vũ khí để bọn tôi lấy để chống lại con quỷ đầu đèn. Bây giờ quỷ đầu đèn chúa cho tôi mượn cái bức tượng đi nhá. Rồi tôi trả lại luôn, dùng xong tôi trả lại ngay. Đáng ra ta sẽ không giao cái bức tượng quỷ mèo chúa cho bất kỳ ai. Nhưng vì làm việc tốt để cứu người, ta sẽ cho ngươi mượn. Nhưng hãy nhớ là nếu như không trả ta lại ta sẽ trừng phạt các ngươi đó. Quỷ mèo chúa, các bạn ơi, mình đấy được rồi. Đây chính là bức tượng của quỷ mèo chúa. Bây giờ mình sẽ đến chỗ Tân Paris và hội tụ lại đủ các loại vũ khí để chống lại con quỷ đầu đèn. Mọi người có nhìn thấy đàn rơi kia không? Đấy, đàn rơi kìa. Bọn nó đang đàn rơi đó đang có nhiệm vụ bảo vệ hình nộm rơi chúa. Mà mình phải có trách nhiệm lấy được hình nộm rơi chúa đấy để đánh bại con quỷ đầu đèn. Đây đúng rồi, đây là địa điểm mình cần đến đây rồi. Rồi, mình đã chuẩn bị cái này để thổi, để đuổi đàn rơi kia đi. Đàn rơi đi hết rồi, để mình lấy được rồi. Mọi người ơi, mình đã lấy được rồi. Bây giờ mình sẽ đi tụ họp với anh Tân với mọi người đây. Đây, mình vừa nhận được tin báo là tất cả anh em đã lấy được những vũ khí rất là quan trọng, rất là tối tân để chống lại con quỷ đầu đèn này rồi. À, anh em nhớ nhá, anh em ủng hộ chúng mình bằng cách like video nhá, like video và đăng ký kênh Tân Paris nhá để xem những siêu phẩm mới của mình nhá anh em. Ok, mình sẽ đến cái nơi đấu cống ấy rồi. Con quỷ đầu loa, anh em ơi, cứ tưởng là đứa nào canh gác chứ con quỷ đầu loa thì mình đã có biện pháp để khắc chế nó rồi, đó chính là vi mạch. Mình sẽ đuổi đánh đuổi con quỷ đầu loa này bằng cách là ấn nút vi mạch nhá. Quỷ đầu loa chạy rồi anh em ạ. Lên lấy vũ khí cuối cùng thôi. Chuyện này cao quá anh em ạ. Sẽ bôi chuyện trên này không? Ô, đây rồi. Em ơi, khẩu súng này mạnh danh là khẩu súng mạnh nhất của Mega đây anh em ạ. Có thể bắn được tất cả các loài quái vật. Bảo sao nó cử con quỷ đầu loa là canh gác. Nhanh chóng, bây giờ chúng mình sẽ phải chọc lại tất cả các loại vũ khí của mình, của Linh, của Hiếu, của Trinh lại để chống lại con quỷ đầu đèn anh em ạ.
để đánh đuổi quỷ đầu đèn. Anh em theo dõi hết phim nhá. Anh em, đến hang ổ của con quỷ đen rồi. Vũ khí anh em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Quỷ mèo. Có quỷ mèo. Quỷ rơi. Có quỷ rơi. Có thú lôi. Có con thú lôi. À, khẩu súng thần. Tiến lên anh em. Tiến lên. Nó phóng điện rồi. Làm thế nào bây giờ? Để em lấy trước, để em lấy trước. À, cô thú lôi. Cô thú lôi. Lên đi. Thú lôi đi. Được rồi các anh ạ, được rồi các anh ạ. Nó bị tê liệt rồi kìa. Thu hết điện của nó chưa? Em thu hết điện của nó vào đây rồi. Thành công rồi. Thu được hết điện rồi. Nó suy yếu rồi, nó suy yếu rồi. Bây giờ đến lúc tấn công nó. Quỷ đầu mèo. Quỷ mèo lên. Lên. Quỷ mèo xuất phát. Tốt lắm Linh, tốt lắm Linh. Quỷ mèo, quỷ mèo đang tấn công bên dưới chân đúng không? Trình lên, cử đang cờ quỷ rơi ra tấn công trên đầu. Lên. À, quỷ rơi lên. Quỷ rơi đi tấn công đầu con quỷ đầu đen. Tuyệt vời. Bây giờ để Tâm Bri lên sẽ dùng khẩu súng tấn công này để kết liễu con quỷ đầu đen này. Quỷ đầu đen, hãy chạy ra khỏi khu vực sinh sống của ta. Quỷ đầu đen chạy rồi, quỷ đầu đen chạy rồi. À, sức mạnh khẩu súng này thật là kinh khủng. Yeah, anh em ơi, yes. Chiến thắng con quỷ đầu đen rồi. Ôi anh em ơi, hôm nay chống lại quỷ đầu đen rất vất vả luôn. Mệt cả anh em chúng mình. Mệt không? Mệt anh em. Ờ đúng rồi, nếu không có cụt thu lôi của em ấy thì không bao giờ thắng được con quỷ này. Có cái con mèo à, cái con mèo kết tùn của tôi. Cái quỷ thì sai của em nữa. Đúng rồi, anh chỉ phụ thôi. Khi mà đã thôi quá sức mạnh nó rồi thì anh mới hạ nó. Đấy là thắng nó rồi, sướng rồi. Bây giờ bọn này còn lâu mới dám quay lại nhá. Không được đâu ông ơi. Sao vậy? Nó không quay lại nhưng mà có một con quỷ đẳng cấp hơn nó nữa cơ. Nó là con gì? Nó là thế hệ tiếp theo của quỷ đầu đen. Nó tên là quỷ, gọi là quỷ đầu giao thông. Quỷ giao thông là quỷ gì các bạn ơi? Ôi trời ơi, cái đầu của nó nhá là cái biển báo giao thông ấy. Xanh đỏ vàng. Cái đầu đèn xanh đèn đỏ. Đầu đèn xanh đèn đỏ ấy anh em ạ, nguy hiểm anh em ơi. Cái sức mạnh của con đấy lại gấp hơn con này nữa cơ. Thế thì tôi sẽ nghiên cứu một thiết bị mới để chống lại cái con thế hệ sau đấy. Đúng rồi anh em ạ, bây giờ chúng mình lại phải tiếp tục về nghiên cứu những cái thiết bị để chống lại con quỷ gọi là đầu đèn báo giao thông ấy nhá. Cảm ơn anh em xem video nhá. Đừng quên like, share, đăng ký kênh Tâm Bri nha anh em. Bye bye. Bye.